vượt rào nữ, đường chạy 20 Caron. Và nội dung chung kết của 110m vượt rào nam đã diễn ra. Ta thấy ở hàng chạy số 3, cực nhanh, bên mã số 532 và rút đích 522 của Philippines. Chiếc huy chương bạc. Giờ sẽ là trao huy chương cho các vận động viên đã đạt huy chương vàng tại nội dung 110m rào nam. Chiếc huy chương bạc của vận động viên Singapore đang trên sàn. Bautista của Philippines. 13:78 thành tích đã giúp vận động viên này thắng ở nội dung 100. Giờ sẽ là lễ cử cúc thều của Philippines.